Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với loạt clip thảo luận về đồ chơi Super Sentai của chúng ta. Và chủ đề của ngày hôm nay sẽ là DX Gekiranger và mối liên hệ với lại thiết kế về liên quan tới thể thao. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ quay lại năm 2007 xem ở Nhật Bản lúc đó là có những sự kiện chính nào. Vào năm 2007, chúng ta có ba sự kiện chính. Thứ nhất, Adidas là nhà tài trợ chính của lễ hội dài ở Nhật Bản. Adidas đồng thời cũng là nhà tài trợ chính của đội bóng Nhật Bản trong giải bóng đá ASEAN. Và vào năm 2007, Nhật Bản cũng là nơi tổ chức có Thế vận hội Điền Kinh lần thứ 11. Nên chúng ta có thể hiểu vì sao thiết kế của Gekiranger mang xu hướng của thể thao và về các loại giày và điển hình như giày Adidas. Và trước tiên thì chúng ta sẽ xét về những hình dáng riêng lẻ và sau đó thì chúng ta sẽ đi tới phần hợp thể. Xét về lịch sử Super Sentai thì con cọp màu đỏ thì đây là con cọp đầu tiên. Trước đó thì đã có One Tiger và Gao Tiger. Hình dạng đồ chơi thì phần móng của Geki Tiger được làm bằng nhựa trong, thì chúng ta sẽ thấy rằng là giống như là tập trung về cái sức mạnh ở phần móng là động tác vồ lấy con mồi. Trước tiên chúng ta xét đại diện cho Geki Yellow, đây là báo đốm. Và đây là đại diện cho Geki Blue, báo đốm Nam Mỹ. Và đây là hai loại báo khác biệt nhau nên có nhiều bạn sẽ phải hiểu lầm về điều này. Trước tiên, giải báo đốm, đây là động vật có tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Nên chúng ta phải hiểu vì sao nó đại diện cho Geki Yellow, vốn là người thiên về sức mạnh, về tốc độ. Và đây là báo đốm Nam Mỹ. Thứ nhất, báo đốm Nam Mỹ là một trong bốn nhà họ báo duy nhất có mặt ở Nam Mỹ. Và chúng săn mồi chủ yếu dựa vào sức mạnh của quai hàm. Tuy chúng cũng có tốc độ lớn, nhưng mà do không có sức bền. Nên đó là lý do tại sao đại diện cho Geki Blue có sức mạnh kỹ thuật nhưng mà lại không có sức bền về thể lực. Tuy nhiên thì chúng ta có thể thấy rõ ở dạng đồ chơi thì con báo này cái đầu nó ngẩng cao lên là giống như ở dạng tư thế của một con báo chuẩn bị săn mồi. Còn riêng ở con báo này thì chúng ta thấy rõ rằng là cái đầu của nó chúi về trước thì nó cũng thiên về sức mạnh tốc độ. Thì như ban đầu đã nói thì nó có liên quan tới thể thao ở chỗ nào. Đối với những vận động viên mà gọi là chạy điền kinh với chạy với một tốc độ rất là cao thì thường là họ sẽ đeo một cái mắt kiếng để giống như là bảo hộ được cái phần mắt này. Hoặc nói đơn giản hơn là chúng ta đã từng coi phim thì chúng ta sẽ thấy được là Quicksilver chạy nhanh thì bắt buộc lúc nào anh ta cũng phải đeo cái kiếng. Tuy đứng riêng lẻ, mỗi thành viên đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng khi họ hợp thể lại thì những ưu điểm nhược điểm đó sẽ tự động bù trừ lại với nhau. Và đó làm nên một tinh thần, một cái gọi là Sentai, tức là một đội. Và bây giờ chúng ta sẽ xét về hình dạng của Geki Toja. Thì Geki Toja là một hợp thể đầu tiên có cả ba kỹ năng, đó là tâm, kỹ và thể. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là con hổ nó chiếm hầu như phần thân trên, chỉ chừa lại phần chân dành cho hai con báo. Xét tới từng diện từ trên xuống dưới, chúng ta có thể nhìn thấy rõ, trước tiên ở chi tiết ngực, chúng ta có thấy các chi tiết giống như là một cơ bắp của sáu múi của một võ sư. Thứ hai, ở các khớp tay, chúng ta có thấy được đây là một cái móng vuốt. Nó là một vũ khí thường sử dụng của các võ sư khi mà thi đấu với nhau, nhằm tăng tính sát thương và bảo vệ được bàn tay. Bổ sung ở phần cánh tay thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng là Geki Toja lúc nào cánh tay nó cũng cong. Thì liên quan đến võ thuật là những vị võ sư lúc nào ở trong trạng tư thế thủ thì cái tay cũng phải co lên hết, không có một võ sư nào mà cái tay có thể thẳng ra được. Ở dạng hợp thể chúng ta sẽ thấy được rằng là con cọp này nó chồng từ trên xuống, và như lúc nãy thì chúng ta đã nói là có liên quan tới thể thao và đặc biệt là giày Adidas, thì cái động tác đó giống như là chúng ta đang mang một đôi giày. Ở dạng đồ chơi thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phần này là cái phần gọi là để hai cục pin để gọi là chúng ta có thể chơi chức năng cái gọi là xoay cánh tay hoặc là xoay chân. Nhưng xét về dạng của võ sư thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó giống như là chúng ta đeo một cặp côn nhị khúc ở phía sau và có thể gọi là rút ra tấn công bất cứ lúc nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển qua Geki Five, cũng như lúc nãy thì chúng ta sẽ xét ở hình dáng riêng lẻ, sau đó chúng ta mới xét về hình dáng hợp thể. Trước tiên là Geki Gorilla, chúng ta sẽ thấy rõ ràng là con gorilla này di chuyển bằng đôi giày patin, nó giống như những vận động viên sử dụng patin vậy đó. Ngoài ra chúng ta thấy là ở phần cánh tay của Geki Gorilla chúng ta sẽ thấy là nó có mang một cái bao tay giống như là bảo vệ. Tuy nhiên chúng ta nhìn Geki Gorilla nó giống như là một cái nhà máy nhiệt. Thì có thể nói Geki Gorilla đại diện cho năng lượng nhiệt. Tiếp tới là Linh Dương. Dưới bốn cái chân chúng ta thấy rõ tuy là chân patin nhưng Linh Dương thiên về tốc độ và kỹ thuật. Thứ hai, nhìn các chi tiết ở chỉ chân sau, chúng ta thấy giống như là một cái lò xo trong các động cơ xe máy. Khi mà chúng ta nhìn tổng quan thì ở hai sừng nó giống như là một hai cái lõi điện trong các máy phát điện, nên có thể nói Linh Dương là đại diện cho nguồn năng lượng là điện năng. Ngoài ra ở hình dạng này chúng ta thấy rõ Linh Dương sẽ trở thành một cỗ máy tập chạy với hai sừng là hai cái tay nắm, và phần lưng là cái phần mà chúng ta đứng lên chạy giống như là một cái tấm trượt vậy. Điều khác biệt với chim cánh cụt và Linh Dương và Gorilla đó chính là sử dụng cái ván trượt và dán trượt này nó không di chuyển trên mặt đất mà nó di chuyển trên không trung. Và đây là một điều lạ, khi mà chim cánh cụt là động vật không biết bay, chúng ta có thể nói chim cánh cụt là địa diện cho nguồn năng lượng gió. Ở phần ngực của chim cánh cụt có một biểu tượng hình trái tim. Thì theo ý kiến cá nhân của mình thì biểu tượng này có liên quan tới một câu chuyện như sau. Đa số các loài chim cánh cụt đều là loài động vật sống thiên về mặt tình cảm. Khi một con chim cánh cụt mẹ bị mất con, chúng sẽ tìm cách đánh cắp con của các con chim cánh cụt khác.
Thì đây là bằng chứng mà các nhà động vật học dùng nó để chứng tỏ rằng động vật cũng có tình cảm và ra sức bảo vệ chúng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào phần hợp thể của Gekifai. Chúng ta thấy rằng là ở Gekitoja là giống như là thiết kế có dành cho dạng võ sư quyền thuật. Thì ở bên Gekifai này chúng ta thấy là giống như là một võ sĩ quyền anh. Và ở cái phần tay này chúng ta thấy rõ ràng là họ đeo một cái găng tay bằng sắt gọi là tăng tính sát thương lên. Trước tiên chúng ta so sánh về kích thước của hai hợp thể này. Ở bên Gekitoja là hợp thể của võ sư nên hình mẫu khá nhỏ thiên về sự nhanh nhẹn. Còn ở bên Gekifai là hợp thể của một võ sĩ đóng bóc cho nên hình thể khá to lớn. Khi mà hợp thể thì Gekifai cũng có các động tác xỏ chân giống như là đang xỏ dài tương tự như bên Gekitoja. Và ở chi tiết phần chân tương ứng với nhau, ở bên báo đốm Nam Mỹ và bên Linh Dương đều có cái chi tiết hình ô vuông đặc trưng của nó. Tương tự ở bên báo đốm và bên chi cánh cụt đều có cái biểu tượng hình tròn ở hai phần chân. Gekitoja là hợp thể của ba họ động vật nhà mèo và đều sử dụng phương thức di chuyển đều là chạy. Còn bên Gekifai là sử dụng hợp thể của ba động vật khác biệt nhau không hề có liên quan gì với nhau. Và đều sử dụng các công cụ di chuyển đều là các bánh xe hoặc là các dáng trượt trên không trung. Điều này cho thể thấy rõ đây là sự hiện đại hóa của các loài động vật. Ngoài ra ở bên Gekifai chúng ta có thấy được các ngôi trường sống đặc trưng của các loài động vật hoang dã như là chim cánh cụt sống ở dưới nước, linh dương sống ở đồng bằng và gorilla sống ở môi trường trong rừng rậm. Riêng ở mẫu Gekifai thì chúng ta thấy rằng là những con thú này mang hình dáng là động vật gọi là hiện đại. Tuy nhiên ba vị sư phụ thì mặc bộ đồ rất là truyền thống. Điều này cũng phần nào cho thấy rõ rằng là người Nhật rất là tôn trọng và yêu thích văn hóa truyền thống cũng như mang tư tưởng với một đất nước hiện đại và phát triển. Thì hôm nay chúng ta sẽ dừng ở mẫu Gekitoja và mẫu Gekifai. Kỳ tới chúng ta sẽ tiếp tục với lại những cái mẫu gọi là vũ khí hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở kỳ tới.